Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 năm mạng. Nhìn chung đối với tuổi Hợi, bao giờ tuổi thanh niên cũng vất vả và long đong. Trước 30 tuổi chưa bao giờ có thể thành đạt được, phần lớn thành đạt trong quãng đời trung niên. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem những phân tích tử vi theo từng phương diện và giai đoạn cuộc sống để hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 năm mạng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ năm mạng Tân Hợi sinh năm 1971 có cung mệnh thuộc cung Cấn trực khai, mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế phú quý, xương con heo tướng tên con cọp, ông quan đế độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng sinh năm 1971 thông qua bài thơ sau. Số này cung mạng tương sinh, chẳng sang, cũng quý số người thuận sinh. Mùa thu là hợp với chàng, đều đặn sung sướng thanh nhàn lo chi. Mùa hạ bị khắc hàn vi, đông xuân cũng lỗi, giàu thì cực thân. Số này cách trở quê hương, tha phương cầu thực mới nên cửa nhà, trung vận vất vả gian nan. Kể từ hậu vận thịnh hưng một bề, tiền vận rắc rối lôi thôi. Ngay gian cũng bị kéo lôi ngục tù, số may gặp được phước hồng, không thì cũng ở ngục tù từ lâu. Tổng quan, năm mạng tuổi Tân Hợi, thừa nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu và nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau lại càng được hưởng lộc phú quý. Là người sống lương thiện, nhân hậu, bởi vậy năm mạng tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao, từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống, họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải hết sức lưu ý trong chuyện thời vận để tránh gặp họa thiệt thân. Ví dụ như năm nay, năm mạng Tân Hợi sinh năm 1971 gặp sao kế đô chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối. Mặc dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại nạn, thương tật bất ngờ. Do đó để hóa giải hạn xấu, chiêu cầu sức khỏe và bình an thì gia chủ năm mạng nên thỉnh pháp khí hàng đầu của nhà Phật. Đó chính là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà và cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, năm mạng tuổi Tân Hợi sinh tháng 5, 6, 9 âm lịch trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Tình yêu vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi cần phải biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Năm mạng tuổi Tân Hợi sinh tháng 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng. Điều quan trọng là Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Năm mạng tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 3, 4, 8 âm lịch có đường tình duyên gặp nhiều may mắn, sớm tìm được ý chung nhân trong cuộc đời, sớm xây dựng gia đình và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Gia đạo công danh. Ban đầu sự nghiệp sẽ gặp phải một số khó khăn trục trặc, công danh không được như ý. Nếu muốn thì cố gắng kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp, ắt sẽ có ngày thành công. Càng bước vào độ tuổi trung niên, tài lộc càng dồi dào, công việc tiến triển đi lên như diều gặp gió. Gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em hòa thuận, thân thương đùm bọc lẫn nhau, dường như không bao giờ xảy ra tranh chấp, đấu khẩu. Tuổi Hợp làm ăn.
Chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của mỗi người. Nam mạng Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người như là tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, Tân Hợi. Điều đó sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Bên cạnh đó, Nam mạng Tân Hợi sinh năm 1971 cần chú ý trong việc làm ăn vào năm nay. Bởi vì bạn sẽ gặp phải hạn phá thái tuế, dễ khiến cho bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ngáng trở, gây thất thoát tiền bạc. Cách hóa giải phá thái tuế, cần phải cẩn thận hết mức trong mọi giao dịch làm ăn với bạn bè, đối tác, đặc biệt là đầu tư hùn hạp vốn cần xem xét kỹ lưỡng, không nên gây thù chuốc oán với ai. Ngoài ra hãy đem theo vòng tam hợp Hợi Mão Mùi để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi Hợi Mão Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng trong phong thủy tốt của ngũ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu hợp quý nhân tương trợ cho người đeo, hóa giải tiểu nhân, hòa hợp các mối quan hệ, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên thì nên thỉnh, đều có thể cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân của riêng mình. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Dậu, Ất Mão, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống sung sướng, có nhiều tài lộc và tiền bạc dư giả, không lo thiếu thốn. Kết hôn với tuổi Giáp Dần, Bính Dần, có cuộc sống hôn nhân lãng mạn, hòa hợp, vợ chồng hết lòng yêu thương, chung thủy với nhau. Tuy nhiên đường dài, đường tài lộc kém phần may mắn hơn, bởi vậy cuộc sống chỉ đủ ăn đủ tiêu, không mấy dư giả. Kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Thìn, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Điều quan trọng là hai bên cần phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Nam mạng tuổi Tân Hợi kém may mắn vào những năm tuổi 21, 25, 27, 33, 39, 45. Vì vậy, trong thời gian này không nên tiến hành những việc quan trọng, đại sự như cưới hỏi, làm ăn lớn. Những người sinh vào các tháng 1, 5, 7, 9 và 10 âm lịch có số đào hoa, được nhiều người thương thầm trộm nhớ. Tuy nhiên, phải trải qua nhiều cuộc tình, họ mới có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Tuổi Đại Kỵ, trên bất kỳ phương diện nào, dù làm ăn hay xây dựng hôn nhân, gia đình nam mạng tuổi Tân Hợi cũng nên tránh những tuổi Đại Kỵ, nếu không sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cái nhìn khách quan ở một góc độ, điều cơ bản vẫn do thái độ của con người quyết định. Ngày giờ xuất hành tốt nhất để làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn, tuổi Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn để xuất hành. Nếu muốn thành công, những người này cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, ở độ tuổi 25, nam mạng Tân Hợi mới bắt đầu trưởng thành và xây dựng sự nghiệp. Vì vậy, thời kỳ này còn nhiều bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn. Năm 21, 22 tuổi có nhiều biến động, thay đổi về tình cảm, chưa thực sự tìm thấy ý chung nhân của cuộc đời mình. Năm 23 tuổi, 24 tuổi, tình cảm đã có sự chuyển biến mới mẻ, may mắn và thuận lợi hơn. Đôi lứa yêu nhau say đắm thiết tha. Đến năm 25 tuổi, tài lộc dồi dào, tình cảm phong phú, làm việc gì cũng được như ý. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, cuộc sống ổn định, không có biến cố nào xấu xảy ra. Năm 26 đến 27 tuổi có nhiều niềm vui, công danh thành toại. Năm 28, 29 tuổi kém may mắn hơn, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, hãm hại, mất mát tài sản. Đến năm 30 tuổi, mùa màng bội thu, làm ăn phát triển. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, thích hợp mở rộng quy mô, đầu tư dự án lớn sẽ đem lại hiệu quả thành công cao. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, cần phải biết nhường nhịn để gìn giữ gia đình hạnh phúc. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công việc làm ăn vẫn được duy trì nhưng không được nhiều tài lộc như trước. Không nên chủ quan đến tình hình sức khỏe, coi thường bệnh nhẹ, kẻo gặp phải biến chứng về sau. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống cả về công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên, sức khỏe. Thích hợp đầu tư kinh doanh, buôn bán, làm việc gì cũng sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, cuộc sống ổn định, đầy đủ, không lo thiếu thốn. Những năm này, tài lộc không được hưng vượng như trước, vì vậy tránh đầu tư quá lớn vào lĩnh vực không am hiểu, kẻo chịu thua lỗ. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tránh kiện tụng, mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, nên học cách dĩ hòa vi quý, nhường nhịn, lắng nghe, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, tuổi Tân Hợi 56 tuổi có đường tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận, vợ chồng chung sống tình nghĩa thủy chung. 57 tuổi, con đàn cháu đống, gia đình sum vầy, quây quần, cuộc sống sung sướng đủ đầy.
đến năm 58 và 59 tuổi có một vài biến động về sức khỏe, bởi vậy trong thời gian này cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, thư giãn, tránh căng thẳng mệt mỏi. Năm 60 tuổi cuộc sống an nhàn, bình yên và có nhiều niềm vui. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 năm mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những hình thức, những kiến thức tử vi mà chúng tôi chia sẻ chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an khang và vạn sự hành thông.